Thưa quý vị, ngày mai mùng 7 tháng 11, giai đoạn 2 vào vòng chung kết xếp hạng bảng nữ giải vô địch bóng chuyền quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Không khí trước ngày khai mạc giải đã vô cùng sôi động với tinh thần quyết tâm thi đấu của 9 đội bóng mạnh nhất trong nước cùng với sự hào hứng của người hâm mộ tỉnh nhà sẵn sàng cho một mùa giải đầy cảm xúc. Thưa quý vị, mặc dù sát ngày khai mạc giải nhưng tinh thần tập luyện của các đội tuyển bóng chuyền nữ vẫn vô cùng sôi nổi. Năm nay là năm cuối cùng có 9 đội tham gia giải, bởi theo ban tổ chức từ năm 2025, giải vô địch bóng chuyền quốc gia bảng nữ sẽ chỉ có 8 đội tham dự và có 2 đội xuống hạng tại mùa giải năm nay. Chính vì vậy, các đội đều nỗ lực quyết tâm hết mình, tận dụng mọi thời gian để tập luyện trước khi giải bắt đầu. Hiện nay thì lực lượng của đội là đầy đủ, chúng tôi đang cố gắng để sao có sự gắn kết của các cổ động viên và có sự chuẩn bị tốt về thể lực để chuẩn bị cho vòng 2 này có đạt được kết quả tốt. Với cái sự tăng cường lực lượng ngoại binh, lực lượng đội sẽ mạnh, chắc chắn có rất nhiều trận đấu sẽ rất căng thẳng và chất lượng chuyên môn sẽ cao. Người hâm mộ bóng chuyền tỉnh nhà cũng đã chuẩn bị cho mình những tấm vé để theo dõi những trận bóng với chất lượng chuyên môn cao. Nhiều khán giả còn dành thời gian để xuống theo dõi các đội tuyển tập luyện, cổ vũ cho vận động viên mà mình yêu thích. Vòng 2 của vô địch quốc gia chúng tôi đã được nghe lâu lắm rồi và cũng đang háo hức chờ đợi tới cái ngày khai mạc giải. Đây là một sân chơi mà nhân dân, những người hâm mộ mà môn bóng chuyền cảm phấn khởi, và anh em tôi cũng đã tập trung và đã tổ chức đi mua để cổ vũ cho các đội. Đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Không chỉ khu vực quanh nhà thi đấu đa năng tỉnh, mà khắp các tuyến phố, pano, băng rôn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh giải đã được lắp đặt từ sớm. Ban tổ chức cũng tiến hành họp kỹ thuật, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đây là cái giải đấu mà quan trọng nhất của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao của Lào Cai từ rất sớm để cho cái công tác chuẩn bị. Thì về cơ bản thì đến nay thì trong cái quá trình kiểm tra các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là con người để phục vụ cho giải đấu thì rất là đảm bảo, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của ban tổ chức và tỉnh Lào Cai, tinh thần thi đấu hết mình của các đội bóng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, hứa hẹn nhà thi đấu đa năng tỉnh sẽ thật sự bùng nổ với những trận bóng mãn nhãn, mang lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho các đoàn vận động viên cũng như khán giả theo dõi.